Trên tay Thành đây là một cái đèn pin của DeWalt, mã là DCL040. Khá là thú vị, rất nhỏ gọn, dễ xài, và xài với pin 18 hoặc là 20V của DeWalt anh em. Chi tiết cây đèn pin này như thế nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đây là cái hộp của cái đèn ha anh em. Anh em mở ra thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, rồi thẻ bảo hành này kia các thứ ha. Bảo hành 3 năm chính hãng nha anh em. Cái đèn thì nó như thế này thôi, không có pin sạc, cầm nó rất là nhẹ, như một cái món đồ chơi vậy đó. Cái đèn này anh em có thể thấy nó rất là gọn. Cái thân máy của nó chỉ nặng 260g, thêm cục pin vào thì nó sẽ khoảng 600g nha anh em. Chiều dài cái phần trên này chỉ có 9 cm thôi, rất là gọn gàng. Thiết kế thì xịn sò cao cấp ha. Các cái đường nét nhìn rất là chỉnh chu luôn. Quay từ 0 tới hơn 90 độ, góc từ đây đến đây là chắc phải có 100 độ đó. Nó sẽ có một cái nút bấm nè, bấm này bấm cũng khá là êm. Ở đây bọc cao su, có chống nước, chống va đập nữa. Phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái móc để chúng ta có thể móc lên chỗ nào cũng được. Đây thì bọc cao su để mà tăng độ bám cho chúng ta. Nhìn xịn sò ha. Và ở bên trong chúng ta sẽ có một bóng led, và cái đèn này thì nó chỉ có một cái mức sáng thôi, không có điều chỉnh được ha anh em. Mức sáng này là 165 lumen nè. Đèn này thì cũng ok á anh em, khá là sáng. Đủ cho chúng ta làm việc trong bóng tối. Và nó rất là gọn, cầm cũng nhẹ nhàng đó. Đi với một cục pin power stack thì nó khá là cơ động này, khá gọn gàng. Tuy nhiên có một điểm mà Thành nghĩ là chắc chắn là anh em sẽ rất bất ngờ, đó chính là mức giá. Về mức giá, nó có mức giá là 1.000.000+. Damn! Rất là mắc luôn. Cây này mà rơi vào đó tầm khoảng 400-500 ngàn thì còn được ha, còn chấp nhận, bởi vì DeWalt là một cái hãng sản xuất đồ rất xịn. Chứ mà cây này mà giá hơn 1.000.000 thì anh thấy nó khá là cao. Tuy nhiên nếu như anh em thích thì anh em vẫn có thể chọn nó được ha. Hoặc là anh em lấy con DCL043 thì khoảng 1.400.000+. Mà con kia thì sáng hơn con này rất nhiều. Con kia nó tới 1.000 lumen lận, con này chỉ có 165 thôi. Cảm ơn anh em đã xem tới đây. Và nếu anh em có nhu cầu mua sắm máy móc hay là phụ kiện chính hãng nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc anh em gọi vào hotline này để được tư vấn. Anh em cũng có thể là nhắn tin với nhân viên của Minh Thành bằng cách là vào Zalo, search Kết Nối Tiêu Dùng, sau đó bấm nhắn tin ở trong đó ha. Kết Nối Tiêu Dùng thì ship hàng trên toàn quốc và ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc gì về máy móc hay là đóng góp gì cho kênh thì anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.